Xin kính chào bà con và các bạn trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay. Do tác trao tên lại Pome Pinong, quần ngon tô thảm tóc không hương không Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La mưa nị. Sẽ đặt mót chùa, tụ xa đua nụ thiết tế cái chạy tế chở nụ nò.